Sao buồn vậy? Cho nè. Cái gì nói như vậy? Mở ra đi rồi biết. Ủa? Đúng rồi. Sao chị biết em thức kiểu này vậy? Thì hôm trước á em cho chị ăn, hôm nay chị mua chị đem lên cho em ăn lại. Trời đất ơi, nó ngon đó chị, em đang thèm luôn á. Ừ. Thích nhất là cái vị màu tím này nè, là vị gì đây ta? Cherry. Ừ. Kỳ ngon luôn. Ngoài ra hả, ăn cái lớp, chị có thấy cái lớp caramel của nó không? Ừ. Vừa mỏng mà nó hơi cứng cứng. Cũng không phải là cái dạng mà kẹo khó mổ vậy. Từ từ thôi, xét từ từ thôi con gái. Ôi, được rồi nè. Nói chung á, là nó không phải là cái dạng kẹo cứng luôn, mà nó vừa cứng vừa mềm. Ngoài ra khi cắn vô một miếng á hả, lớp sữa bên trong á hả, nó tan ra trong miệng ngon cực kỳ luôn á. Ừ, chị cũng thấy vậy á. Tỉnh ngủ liền luôn á chị. Ngon quá à, cảm ơn chị nhiều nha. Đâu có. Ừ? Chị mua nhưng em trả tiền. Tiền đây. Cái gì vậy bà nội? Alo chị.